Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành quy định số 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó. Quy định số 142 của Bộ Chính trị nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu, bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cùng cấp, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Việc giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của Bộ Chính trị. Nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu dựa vào số lượng tiêu chuẩn yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Sau bước này, cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo. Với nguồn nhân sự từ nơi khác, người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình. Quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự. Từ đó tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên. Nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử. Theo quy định 142, người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng. Đi cùng với quyền, quy định 142 của Bộ Chính trị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình phối hợp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đồng chí Trương Thị Mai lắng nghe kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung quan tâm thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng, mở rộng tuyến đường tỉnh 433 và một số tuyến đường liên xóm, liên xã để thuận lợi lưu thông hàng hóa nông sản của nhân dân, tăng suất đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đà Bắc về những khó khăn vướng mắc như thực hiện tiêu chí nông thôn mới, mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, giao thông khó khăn. Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, ghi nhận và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, hướng tới người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quan Sơn. Sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu cử tri huyện Quan Sơn liên quan đến các chế độ chính sách an sinh xã hội đối với khu vực miền núi, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, các chế độ về chính sách giáo dục đào tạo đối với vùng dân tộc miền núi, đường giao thông nông thôn miền núi, thủy lợi và nước sinh hoạt, văn hóa xã hội, chính sách đối với lực lượng công an bán chuyên trách, chính sách với người có công với cách mạng. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri, đóng góp nhiều nội dung rất sâu sắc, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện Quan Sơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri huyện Quan Sơn. Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi và làm rõ. Đối với những vấn đề chưa được giải đáp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân dân sẽ tổ chức buổi triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây được coi là một trong những sự kiện hấp dẫn do những người làm báo đảng thực hiện nhằm lan tỏa niềm tự hào chung của dân tộc. Mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ đang được gấp rút hoàn thành. Dự kiến khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn, đường kính 5,5m, chiều cao hơn 3m và trải nghiệm tương tác bằng công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama 360 độ.
Triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 đồng thời tại hai địa điểm: trụ sở Báo Nhân dân số 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là các ngành hiếm, ngành truyền thống khó tuyển sinh, cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng. Ngày hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024 thu hút 12 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia. Ngày hội là hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ chính sách và học phí, mang lại lợi ích thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của học sinh sinh viên. Thông qua các hoạt động tại ngày hội, học sinh sinh viên có cơ hội được giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, hướng nghiệp, mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và định hướng cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút, phát triển nguồn nhân lực cho ngành văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, đặc biệt là các ngành hiếm, ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng. Qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam trong tương lai. Thưa quý vị, chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Hiệp hội Thiết bị Giáo dục nhiệm kỳ thứ 5 từ năm 2024 đến năm 2028 đã được tổ chức. Đại hội nhằm đánh giá công tác sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục nhiệm kỳ vừa qua và thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò sáng tạo, đổi mới, đóng góp vào sự phát triển ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay. Giai đoạn 2020-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, tuy nhiên Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong góp ý sửa đổi thông tư về thiết bị giáo dục, nghiên cứu sản xuất cung ứng thiết bị giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 5 2024-2028, Hiệp hội đã hoàn thiện công tác tổ chức, bầu 12 ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 5, đồng thời thông qua nghị quyết đại hội. Với nhiều nhiệm vụ được đặt ra trong giai đoạn mới, Hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác góp ý với Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng sửa đổi thông tư đối với lĩnh vực thiết bị giáo dục, xây dựng các giải pháp tăng cường chuyên môn như cập nhật công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm thiết bị dạy học mới trong nước và nước ngoài đến các hội viên, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục.